Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Cường Kiên Thân, mình là Cường Hàng Thùng. Ok, và ngày hôm nay thì giữ lời hứa với tất cả mọi người, chúng ta sẽ lên sóng với mã V. Từ V1 đến V chắc là khoảng 30 thôi. Đây là kiện ra cuối cùng rồi, lô ra cuối cùng. Và để tri ân cái việc có hơn 100.000 người đang theo dõi trên kênh này, thì chúng ta sẽ lên với lô ra cuối cùng với một cái giá không tưởng nhé. Nếu mà đã chơi thì phải chơi lớn đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ lên với mã V với giá là 350.000 cho một sản phẩm. Tất cả các con da ngày hôm nay sẽ là da thật và sẽ có giá là 350.000. Ok, và trước khi mà đến với cả kiện da thì mình về được chắc là khoảng hơn 20 đôi găng tay như thế này. 20 đôi găng tay da thật nhé. Da thật. Nó bao gồm là da bò, da dê và da cừu. Thì anh em có thể nốt, chúng ta sẽ chỉ có khoảng 20 deal thôi. Da bò, da dê, da cừu, và nó phù hợp với tất cả các kiểu tay của người Việt. Bảo hành da trong vòng 2 năm cho tất cả những con da này. Bởi vì tại sao mà mình có thể bảo hành được như thế thì mình cũng nói luôn là bởi vì đây là tất cả những cái đôi găng tay mà mình đã từng sử dụng rồi. Và hiện tại là mình cũng đang đeo một đôi, và có rất nhiều khách hàng của nhà mình cũng đã đeo rồi. Thế nên là mình có thể tự tin về việc gọi là bán những sản phẩm da thật như thế này. Ok, và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với mã V nhé. Và giá của găng tay cho một deal sẽ là 450. Và chúng ta sẽ chỉ có khoảng gần 20 deal thôi. Thế nên anh em nhanh tay giúp mình nhé. Bắt đầu thôi. Và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với mã V1 nhá. V1 ngày hôm nay, thôi anh em đợi tí nhá để em cởi cái con áo dài ra. Con áo này là bọn em bán ấy. Em cũng nói thẳng luôn là con đẹp như thế này mà anh em không săn thì chắc là bởi vì lý do là nó phồng, nó to, là form không thích. Đầu tiên này, 350, bao ship toàn quốc. Và chúng ta sẽ không bao đổi trả cho tất cả những cái đơn này. Vẫn như vậy thôi, chuyển khoản full 100%. V1, chúng ta sẽ đến với một con vest. Một con vest da cực kỳ đẹp. Con này da của nó nhá. Đây. Anh em cho anh em nhìn con này của Critter Exchanger. Tên dài nhỉ. Anh em nhìn da này, da thật. Con này form vest. Áo của bọn này ấy thì đa phần đều là những con áo mà kiểu rất là cao cấp nhá. Hàng thì chủ yếu là đến từ hai thị trường thôi, một là Ý, hai là hàng của Nhật. Hàn thì thỉnh thoảng có vài con. Con này bị nói luôn là con này bị mất một cái cúc ở phía dưới này, thì anh em về anh em thay cúc giúp em nhé. 350 cho một con da thì không nên đòi hỏi quá nhiều anh em, nó quá rẻ rồi. Form vest này 1m65 đến 1m70. Con này là da bò ạ, 1m65 1m70, và cân nặng thì sao, cân nặng là 60 đến 68 nhé, cho mã đầu tiên V1. Bọn này nó không thủng, không rách, không sờn nhé, thế là đã quá đủ cho một cái con da cực xịn này. Tiếp tục mã thứ hai, chúng ta sẽ đến với da bò tiếp ạ. Và chúng ta sẽ đến với một con hàng của thị trường Hàn này. Anh em nhìn tem Hàn Quốc này. Em mặc vào form cho anh em xem nhé. Con này da thì em bảo hành 2 năm cho anh em cũng được này. 1m65. Khóa là khóa cúc, là cúc đồng nhé. 1m65 đến khoảng 1m72 và cân nặng là 60 đến 70 nhé. Con này form bomber, thế này là anh em có thể mặc rộng được. Em sẽ kéo khóa vào luôn. Từ để em đóng cúc rồi ạ. Với cái giá này thì chỉ săn trong like đấy nhá. Sau khi em tắt cái like này và cái like này kết thúc thì vui lòng không hỏi lại nữa nhá. Đây là lô da cuối rồi, em không bán da nữa. Anh em muốn có những con da mới hơn, xịn hơn thì anh em đợi sang mùa đông sang năm nhá. Con này của chúng ta, con này là khóa kép mà. Anh em đợi em tí nhá. Hiện tại là con này lại phải fix lại khóa rồi nha. Đây, bởi vì con này nó là cái khóa kép này. Nó là cái khóa kép thì cần phải có thêm một cái khóa ở phía bên dưới nữa. Nhưng con này chắc là bị tuột cái khóa kép dưới thôi. Em sẽ đi sửa cho mọi người. Đây là khóa đồng. Còn da con này là da bò nhá. 350. Hoặc không thì anh em mang về anh em sửa giúp em. Bởi vì bọn này này, thứ nhất này, mặt trái mặt phải này, đây là một con da bò hạt cực kỳ đẹp luôn. Mà có 350 thì lăn tăn cái gì nữa. Cái này chỉ bằng một nửa, thậm chí bằng 1/3 là em nhập vào thôi. Đấy là em nói thẳng nhé, còn anh em tin hay không thì tùy. Mã 3, chúng ta sẽ đến với thương hiệu BMB. Và chúng ta sẽ đến với một con hàng tiếp tục là hàng của
Ôi, con này của New Zealand này. Chúng ta sẽ đến với một cái con hàng. Con này thì em sẽ test khóa luôn. Con này form của nó form cổ bẻ. Nếu anh em mà không thích nó kiểu gọi là form nó gọn gàng kiểu như này thì anh em có thể là mặc buông nhé. Mặc buông không cài khóa cũng được. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60 đến 65 đấy. Con này form khá bé. Tí nữa sẽ có một vài các con cực kỳ ngon luôn. Ui, nhưng mà 350 thì lấy gì ra mà check đây anh em. Da thật này 350 chắc chỉ có một nơi nhà em dám bán thôi. Tiếp tục. Mã 4 ạ, chúng ta sẽ đến với Dafan. Cái thương hiệu này quá nổi này. Chẳng qua là con này màu đỏ thôi. Con này size S nhé. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 63. Cổ bẻ chất lắm anh em. Đây này, da thật. Chất lắm. Thực sự là rất chất. Con này mới. Đây. 3,5 lít cho một em. Giá như vừa bán vừa tặng này. Con này mới lắm nhá, mã 4 này bấm mới. Mã 5 ạ. Mã 5 chúng ta sẽ đến với Kenny Cole, hàng của New York. Con này hoàn nó khách không vừa nhá, thế là form size nó sẽ to hơn một chút. Da bò hạt, form size 1m con này chắc khoảng 1m70 đến 1m78 80 gì ấy. Và cân nặng là 65 đến 80 kg nhá. Da bò hạt, em bảo hành ra những cái da bò hạt này trong vòng 2 năm cho nghe nhá. Với cả 350 mà mua được một con hàng của New York thì em nói thật là không ai, không ai người ta dám chơi, không ai người ta dám bán đâu anh em. Anh em sờ cái con này bên ngoài, em khẳng định với anh em luôn là anh em không thể tin được là tại sao mà em có thể bán được với cái giá này. Chúng ta sẽ có một cái con khóa của nó là khóa IKK. Em sẽ fix lại cái lỗi khóa này một chút. Cái khóa này chắc là do quá trình vận chuyển rồi. Đây này, nó bị bẹp vào một chút này. Cái khóa này thì thực ra vẫn kéo ra kéo vào bình thường nhá. Một cái con da, cả cái miếng da to đùng này. 350. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với thương hiệu iCaster, hàng Italia. Da cừu. Ôi ôi. Chơi này không chơi đâu. Khóa khiêng ngon lành luôn. Cổ bẻ 1m65, 1m72 và cân nặng 60-70 nhé. Con này tiếp tục lại kiểu tranh nhau rồi em. Bởi vì mấy cái mã nó đẹp như thế này, hàng này còn hàng của Ý ấy. Thì em nói thật với mọi người luôn, làm sao mà còn được. Bọn này thì con này đừng nói khóa lỗi nhé. Anh em đợi em chút nhé, để em fix lại xem cái lỗi. Cái khóa nó có phải bị lỗi không? Con này bị lỗi khóa anh em ạ. Lỗi khóa. Những cái lỗi rất là nhỏ nhưng mà da đẹp chưa. Cái này về thay ấy. Về thay hoặc là sửa giúp em. Hàng của Ý. Mã này của chúng ta sẽ là mã bao nhiêu? Mã này là mã 6. Mã 6 ạ. Toàn bộ da đều rất đẹp nhá. 65-72 cân nặng 60-70. Mã 7 này. Mã 7 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Friendang International này. Con này thì cái cúc của nó là cái da của nó là da cừu và cái cúc của nó là cái cúc cúc cài. Con này màu đỏ, cúc cài nhá. Và con này rất là lịch sự ở một cái, đó là cái cúc cài của nó được làm ở phía bên trong. Và cái phần bên ngoài của nó là nó che cúc như này này. Đây, em sẽ dịch xa cho mọi người xem. Đó. 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60 đến 65. Hoặc là 68 tầm tầm đấy. Nếu mà gầy gầy giống như em thì mặc rất là dễ. Nhưng mà cái thiết kế cài cúc như này thì thực ra là khá là khó đóng. Thực sự là khó đóng. Em chia sẻ thật với mọi người luôn là cái giá 350 này em nhập còn không bao giờ được luôn ấy. Đấy là em nói thẳng nhé. Với những con da thật như này, anh em biết là mua một con áo da 350 thì mua được ở đâu được anh em. Còn nếu mà anh em muốn nó mềm ấy thì em sẽ có hướng dẫn cho tất cả mọi người là cái cách làm cho cái con áo da nó về form đúng cái kiểu form con này này, là không bị nhăn nữa. Dễ lắm. Nhưng mà cái này là bí quyết cho nên là em sẽ phải nói riêng. Để xem còn con nào nữa không thì lên nốt cho mọi người. Đây, lên nốt con bando này đi. Hàng luxury này không lên. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo. Đây con này hôm trước khách bảo là cái màu nó bị dị này. Mã 8 nha, chúng ta sẽ đến với cái màu rất là dị luôn.
Ai mà yêu thích kiểu gọi là da lộn mà theo cái kiểu dị dị như này thì hãng mua mã này. Chúng ta sẽ có một em áo da màu, con này là màu, gọi là màu màu xước ấy. Cái này thì rất là dễ nhầm với cả cái màu gọi là màu bẩn nhé. Thực ra là ai thích bụi bặm thì mới nên mặc cái mã kiểu màu nó như thế này. Hoặc không thì anh em về giặt thì tất cả những cái vệt của nó sẽ bị hết ấy. Còn con này là khóa cài theo kiểu form măng tô này anh em. Đây này nó sẽ bị vàng 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 đây này, nhìn rất là giống bẩn nhé. Nhưng thực ra với cái mã này thì chúng ta sẽ có một cái điểm đặc trưng duy nhất thôi là màu thôi. Chứ còn con áo thì quá là xịn rồi. Quá là xịn. Nó không rách, không thủng, không sờn đâu. Mã này của chúng ta là mã 8 nhé. Cúc kia là đứa còn nguyên. Cái chất da này thì rất là đẹp. Nhưng cái màu của này nó hơi bụi bặm đi. Mã 9 là chúng ta sẽ đến với thương hiệu Bando. Và chúng ta sẽ đến với một con da lộn 100% form măng tô luôn. Ui đẹp lắm anh em. 350. Đây. Em thanh lý cuối năm em thanh lý hết. Tức là anh em mà ở trong này còn cái gì đây của Hàn Quốc này, em cũng không biết là cái gì luôn. Đấy, trong kiện Hàn đấy. Con này da lộn 100% nhá. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Mã này là mã 9. Chúng ta sẽ đến với một con hàng da lộn của Bando màu nó như này. Mã 10 đấy ạ. Mã 10 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Entoro. Cái thương hiệu này là một trong số những thương hiệu của Pháp. Nhưng mà con này thì da của nó là da bỏ hạt, nhưng mà nó form to lắm. Con này phải anh em nào mà cao từ 1m75 đến 1m85 và cân nặng là 70-90 mới mặc được anh em. Thực sự nó là một miếng da rất to, nhưng nó form của nó rất to ấy. Thế nên là nó phù hợp với ai mà mặc size bình thường, mà mặc áo size áo bình thường là size XXL ấy. Tiếp theo đây ạ. Mã tiếp theo là mã 11. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu con này là một con casual menswear với thương hiệu Mass XC. Đây là một con da bò form bomber. Form bomber nhá. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-70. Da đẹp lắm anh em. Mới cả là 350, làm sao mà mua được ở đâu với cái giá này. Em sẽ test luôn tất cả các thứ nhá. Con nào tình trạng như nào em sẽ báo luôn với tất cả mọi người. Giá thì siêu rẻ rồi. Mà cái riêng cái hàng da thật này nhá, mà có ai dám bán giá dưới 1 triệu đó là câu chuyện quá đáng lắm rồi. Đây. Ngon như thế này em bán có 350. Thì không phải bán thanh lý thì là cái gì, làm sao mà có lãi được. Những cái sản phẩm này không thể có lãi được anh em. Thế nên em mua cân nhắc giúp em nhé. Mã 11 có nhu cầu thực sự đang đặt. 12 ạ. 12 chúng ta sẽ đến với một cái con của quý ông. Con này của Big Lighty. Hôm trước em nói về con này đấy, con này hàng của Ý đấy. Con này thì cái đặc điểm duy nhất mà khiến nó nổi bật đó là cái phần cổ lông rất là quý tộc như thế này. Còn da siêu đẹp. Em chia sẻ với mọi người luôn về cái câu chuyện là tại sao em lại bán giá này. Em bán để em dọn kho. Em thì năm nay kể cả là phao, mọi năm nhá, mọi năm thì em lên là đầu tiên nói về form size này đã, 65-72 cân nặng 60-70. Ngày xưa ấy là lúc mà em lên ấy thì em không có câu chuyện giảm giá đâu. Tức là em lên hàng nếu mà không bán được hết thì em sẽ đóng vào bao và sau đấy là em sẽ cất ở trong kho. Nhưng bây giờ thì cái kho của em nó quá tải rồi. Thì đấy là nói thẳng với mọi người, thế nên tất cả những sản phẩm phải bán là em sẽ phải bán bằng hết. Jacker này, chúng ta sẽ đến một con da lộn với mã 13. Con này cũng là hàng Hàn Quốc nhé. Đây là một con da lộn với form cực kỳ đẹp luôn này. 65-72 cân nặng 60-70. Ai mà hay mặc vest ấy thì mặc cái con này đi chơi Tết thoải mái luôn nhé. Da cực ngon luôn. Đây tem mác đầy đủ, tem Hàn này, đọc được từng chữ một, anh em để ý giúp em nhé. Còn đấy là đây là cái clip mà em đã lọc ra những cái con ngon nhất rồi nhé. Vẫn còn nhiều con nữa nhưng mà những cái con này là những con ngon nhất mà bán với mọi người, em không bao giờ phải cân nhắc cái gì cả. 14 là chúng ta sẽ đến với thương hiệu B-Sprint. Con này là một con da lộn 100% form bomber. Con này giá mua mới của nó gần 4 triệu, mà bây giờ em đang bán với giá 3,5 triệu. Thì nó không phải điêu hời thì là cái gì. Em nhìn cái cách em mặc này. 1m65, 1m72 và nhớ nó là da lộn chứ không phải vải da lộn nhé. Và cân nặng là 60-70, da đẹp lắm. Nó là da lộn 100% nha anh em nhé. Cái thương hiệu này và cái con áo này mọi người về mọi người tự search giá giúp em. Để biết là tại sao em lại bảo mấy cái điều này mấy điều cực kỳ hời luôn.
Tiếp tục. Và chúng ta sẽ chỉ còn bằng này mã ra nữa thôi nhé, em không lên ra nữa đâu. 10 năm chúng ta sẽ đến với thương hiệu Perusi Italia. Lại tiếp tục là da lộn này. Lại tiếp tục là 350. Form size vẫn là 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. 7 năm mặc được nhé, form bomber này thì 7 năm mặc thoải mái luôn. Em sẽ test luôn khóa nhé. Hai con này thì em biết chắc chắn là khóa nó không bị vấn đề gì đâu. Có mấy con đầu tiên nó bị. Thực ra là thay khóa này mang ra cái tiệm may thì mất khoảng 10-20 nghìn ấy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đấy là anh em sẽ phải tự đi thay. Còn nếu mà để em thay thì anh em biết cái gì không? À, em sợ nhất là kiểu mọi người hay cái kiểu đặt hàng xong ngày nào cũng rục ấy. Rất là mệt luôn. Không mà để bọn em làm thì mất khoảng 3-4 ngày. Xong đấy mới đi gửi được. Conas này. Một con măng tô da bò màu đỏ. Da thật này em bao cho mọi người là không bong chóc nổ nhé. Đẹp nhỉ. 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-70. Con này cũng là khóa bấm. Độ mới của mấy con màu đỏ này là siêu mới luôn. Quan trọng nhất là anh em có thích cái màu này hay không à. Tiếp. Và nếu không thích màu đỏ, chúng ta sẽ có ngay một con 350 tiếp của thương hiệu First Anil, hàng Pháp. Và chúng ta sẽ có mã 17 với một con da màu đỏ đô, hay được gọi là màu bã trầu. Đây, mặc đẹp không? 1m65 đến 1m72. Con này mặc măng tô nhé, qua đùi nhá. Da thật 100% ạ. 1m65 đến 1m72 và cân nặng thì sao? 60 đến 68. Tầm tầm đấy thôi. Mã tiếp theo này chúng ta sẽ đến với Chevy Non. Một con da bò. Con này dày lắm. Và cái da này em bảo hành cho anh em trong khoảng 2 năm luôn, kể cả là bán 350. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-75 này. Một con da bò siêu đẹp luôn. Không thể tưởng tượng được là có thể xuống đến cái mức giá này. Dọn kho luôn. Nếu mà clip này em không bán được, em sẽ để năm sau. Và năm sau anh em sẽ thấy rằng là em bán những cái con này với giá 1.800.000 Indian. Bởi vì cái giá trị thật sự của nó phải giá đấy. Con này là một con cổ tàu nhé, của Indian. Còn bỏ ra 350 đừng đòi hỏi nó phải mới 100%. Khó lắm. 1m68 đến 1m75 và cân nặng là 60-75 ạ. Hàng của Indian, da lộn màu vàng. Cái này là em bao với mọi người là bao giá toàn thị trường luôn. Mã tiếp theo ạ. 20 chúng ta sẽ đến với một con da bò của thương hiệu. Con này là một con mốt original của thương hiệu Lốp. Da con này hơi cứng nha anh em nhé. Không biết hấp lại nó có mềm ra không. Nhưng mà đây là một cái con da măng tô dành cho ai mà thích nồi đồng cối đá. Cảm giác da hơi cứng anh em. 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75. Măng tô mặc qua đùi như thế này. Khóa khía cúc kia của con này nó còn rất là ngon nhé. Con này chắc là phải mang đi dưỡng lại anh em ạ, cho nó mềm, hơi cứng. Da này hơi cứng anh ạ. Dưỡng lại. Tiếp tục. 21 chúng ta sẽ đến với một cái con màu xanh cửu long. Con này cũng là da bò hạt luôn. Nhưng mà con này form to. 1m70 đến 1m85 và cân nặng là 70 đến 85kg luôn. Form to màu xanh cửu long nhé. Khóa kiếc, cúc kiếc cái thứ con này còn ngon lắm. Trời lạnh kéo khóa này, ngại thật. Con này khóa kiếc các thứ còn ngon nha anh em nhé. Khóa kiếc các thứ còn ngon. Nhưng mà cái khóa này nó trời lạnh em hơi ngại kéo. Đây, cái đường khóa của nó, cái đầu khóa nó hơi bé, kéo nó hơi đau tay. Một cái con với form to đấy, 350. Mã tiếp theo ạ, chúng ta sẽ đến với Miss Ali với mã 22. Chúng ta sẽ đến với da bò. Đây, con này thì mềm này. Măng tô. 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-80 ạ. 80kg mặc thoải mái luôn. Test khóa luôn. Cái khóa mà nó có cái chuôi dài như này thì em kéo nó dễ hơn. Nói chung là mọi người, thực ra là mấy cái con này nó sẽ bị kiểu
gọi là nó sẽ có một vài các cái lỗi nhỏ ấy, thì về mọi người tự fix giúp em nhé. Chứ còn cả con áo da nó đều không rách, không sờn, không bẩn. Một số cái cúc hoặc là một số cái khóa ấy, thì mọi người thông cảm giúp em cái. Giá này nó quá rẻ rồi anh em. Mã tiếp theo là mã 23, chúng ta sẽ đến với Pearly Studio 23. Để xem trong khóa con này có vấn đề gì không. Còn hàng thanh lý này thì không thể đòi hỏi được nó nhiều đâu anh em. Đây là em chia sẻ rất thật, nó thấp hơn cả giá mà em nhập vào rồi. Thế nên là bảo cái câu chuyện con này khóa ngon lành này. 1m65 đến 1m70 và cân nặng là 60-68. Da cũng còn rất là ngon, nhưng con này hơi nhăn. Nếu anh em có thời gian, có tiền khoảng 150 nữa mang đi hấp lại. Nếu mà chờ bên em hấp thì nó hơi lâu nhé, bởi vì cái số lượng hàng nhà em xử lý hơi nhiều. Thì em đang nói đến câu chuyện là kiểu gọi là, từ nói nốt cái mã này đã. 24 ạ, Silver Lake. Đây là một trong số những con mà em bán 2.3 triệu một con này. 1m60 đến 1m65 và cân nặng là 60-65, form cổ bẻ bình thường đấy. Em đang nói là kiểu 350, mọi người đừng đòi hỏi nhiều ở một con áo, thực sự đấy. Em sợ nhất là bỏ ra tiền ít nhưng mà lại đòi kiểu nó phải như này như kia ấy. Rất khó nhé, rất khó. Mấy con này về thì anh em phải fix lại khá nhiều đấy. Đây, khóa này, hấp lại này, hoặc là dưỡng lại. Có một vài con đây, như cái con này thì anh em sẽ không phải làm gì cả, chỉ cần vừa form thôi. Danner. Con này là lót 100% lông cừu phía bên trong. Và nó là một cái con theo kiểu quý tộc ấy. Đây, anh em bảo 350 mua được, làm sao mua được cái lớp lót ở phía bên trong, chứ đừng nói là cả con da thật như này. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68. Hàng của Danner ấy, hàng của Pháp ấy. Đây này, con này thì không cần phải làm gì cả, quan trọng nhất là anh em có thích cái phong cách này hay không thôi. Còn cái da thật như thế này, giá như này là gần như vừa bán vừa tặng. Đây, Playboy, một con áo với giá khoảng 5 củ đấy ạ. Nó đang có giá là 350 ở đây, xong lại còn đòi nó mới 95%. Nó chỉ cần còn nguyên lành, nguyên vẹn rồi đã là một cái câu chuyện nó quá là hời rồi. 1m68, 1m75 nhá, form bomber và cân nặng là 65-75, mặc giúp em mã này. Đẹp không? Quá ngon luôn nhỉ anh em nhỉ. Rẻ quá. Hàng Playboy đấy ạ. Con này chỉ cần mới khoảng trên 70%, giá này là quá quá ngon rồi, chứ đừng nói là nó mới như thế này. Mã tiếp theo ạ là mã 27, chúng ta sẽ đến với CC Club và chúng ta sẽ đến với một con da lộn màu đen nhé. Đây cũng là một con măng tô. Da lộn thì hơi khó vệ sinh ấy, nhưng mà mặc thì rất là đẹp. Đây, 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-68 nhé. Da lộn cực đẹp luôn. Hôm nay em hứa với mọi người là em lên da, nhưng mà mọi người chắc chắn là mọi người sẽ không bao giờ tin được là em có thể bán da giá này, đúng không? Và mã cuối cùng ngày hôm nay, chúng ta còn mã cuối cùng là mã 28, một con đại hàn của thương hiệu Chess Kalin. Con này em đã từng mặc rồi. 1m70 đến 1m80. Con này mà anh em mặc nhé, chất cả phao luôn. Tất cả phần lót bên trong ấy. Gì đây? Hóa đơn của Poseidon. Con này là đợt trước em mặc một lần đi chụp ảnh rồi. Hóa đơn của Poseidon, cửa hàng hải sản. Ok, 1m70 đến 1m85 và cân nặng là 70 đến 90kg, mặc là ok. Con này lót 100% lông cừu nhé, ở phía bên trong. Và siêu ấm luôn, quan trọng nhất là nó siêu ấm. Con này cài vào thì nhìn nó như kiểu áo kiểu của mấy gọi là businessman nhỉ. Ok, 350 luôn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đến với clip vào buổi trưa của Cường Nghe Dân. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa mai nhé. Đây là clip buổi tối chứ, sorry.